Chuyên mục chính luận trên TTV tiếp tục với một bài viết của tác giả Trần Trung Đạo. Có phải chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam hay không? Bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản nhuộm đỏ nhận thức của người dân Việt Nam bằng lý luận chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là đảng duy nhất thực sự mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Không, không phải. Đừng quên, 71 năm trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào năm 1930, con đường chiến đấu vì độc lập tự do của toàn dân tộc Việt đã bắt đầu. Bắt đầu với máu của Đô đốc Lê Đình Lý bị trọng thương ở Đà Nẵng, bằng thanh gươm của Tổng đốc Võ Duy Ninh tự sát sau khi Thành Gia Định thất thủ. Con đường chống thực dân Pháp được tiếp tục lót bằng xương máu của Nguyễn Tri Phương, của Hoàng Diệu, của Trương Công Định, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Phan Đình Phùng, Tôn Thất Thiệp, Tôn Thất Đạp, Nguyễn Duy Hiệu, Tống Duy Tân, Đinh Công Tráng, Hoàng Hòa Thám và vô số những anh hùng dân tộc khác. Đừng quên, 40 năm trước khi Hồ Chí Minh đặt chân trở lại Việt Nam lần đầu vào năm 1941, các tư tưởng dân chủ khai phóng của Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Duy Tân Nhật Bản đã được các nhà cách mạng Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp và các nhà cách mạng của phong trào Duy Tân truyền bá khắp ba miền Việt Nam. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do các nhà tân học miền Bắc như Lương Văn Can, Đào Nguyên Phổ đề xướng được đông đảo đồng bào ủng hộ. Phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu kêu gọi đã thúc giục hàng trăm người Việt yêu nước như Lương Ngọc Quyến, Hoàng Trọng Mậu lên đường sang Nhật theo học tại các trường đại học quân sự Nhật. Đừng quên rằng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có rất nhiều đảng phái chính trị chống thực dân Pháp được thành lập, như Việt Nam Quang Phục Hội do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo, Đảng Lập Hiến của nhà cách mạng Bùi Quang Chiêu, Thiên Địa Hội của Phan Xích Long, Việt Nam Quốc Dân Đảng do nhà cách mạng Nguyễn Thái Học lãnh đạo. Các tổ chức cách mạng đó có khác nhau về phương pháp thực hiện, nhưng đều đặt trên cơ sở nền tảng dân tộc và hướng tới một chế độ Cộng Hòa. Hai nhà cách mạng Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh chỉ khác nhau về đường lối tiến hành cách mạng chứ không khác nhau về mục đích và thể chế chính trị sau khi cách mạng dân tộc thành công. Ngay từ cái thời điểm đó, hai cụ Phan cũng đã khẳng định chế độ Cộng Hòa là con đường thời đại và là chế độ mang lại tự do, dân chủ và thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam. Cương lĩnh của Việt Nam Quang Phục Hội do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo vạch rõ mục tiêu của cách mạng là đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại nước Việt Nam độc lập, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. Đừng quên, 90 năm trước khi tạp chí Cộng sản ra đời năm 1955, thì mấy mươi tờ báo đã được phát hành khắp cả nước, như Gia Định Báo năm 1865, tờ Tiếng Dân năm 1876, Nông Cổ Mín Đàm năm 1901, Đông Dương Tạp chí năm 1913, Nam Phong Tạp chí năm 1917, An Nam Tạp chí năm 1926, Phụ nữ Tân Văn năm 1929, Tiểu thuyết thứ bảy năm 1934 và nhiều báo Pháp ngữ khác. Mặc dù khác nhau về lập trường chính trị, lề lối điều hành, nhưng tất cả đều nhằm thúc đẩy cái tiến trình khai dân trí tại Việt Nam. Và đừng quên, năm 1945, theo tài liệu chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng số đảng viên Cộng sản chỉ vào khoảng 5.000 người, trong khi con số người Việt yêu nước bị tù đầy trên côn đảo qua nhiều thời kỳ đã lên đến 200.000 người. Điều đó cho thấy rằng, dù số lượng đảng viên Cộng sản có tăng dần, đại đa số những thế hệ Việt Nam chống Pháp là những người không Cộng sản. Bức ảnh bi thương của ba chiếc đầu Đặng Đình Nhân, Nguyễn Trị Bình và Nguyễn Văn Cốc đựng ở trong rọ sau khi bị chém ngày 8 tháng 7 năm 1908 trong vụ Hà Thành đầu độc là một trong số vô số bằng chứng hùng hồn truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Nhưng tại sao Cộng sản lại thắng? Cộng sản thắng chỉ vì họ không từ chối bất cứ một thủ đoạn nào dù bất nhân đến bao nhiêu, không hề tính toán cân nhắc phải chết hay phải giết bao nhiêu người, miễn là đạt được mục đích Cộng sản hóa Việt Nam. Song song đó, Đảng Cộng sản áp dụng một chính sách tuyên truyền tẩy não, lợi dụng lòng yêu nước, bưng bít thông tin một cách tinh vi và tàn nhẫn nhất trong lịch sử loài người. Các đảng phái quốc gia Việt Nam không làm được điều đó. Họ nhân ái quá, họ Việt Nam tính quá. Chính vì lòng nhân ái và Việt Nam tính đó mà phần đông những nhà cách mạng độc lập và dân chủ đã chết. Không chỉ chết dưới máy chém của thực dân, mà còn do Cộng sản thủ tiêu, như Đức Huỳnh Giáo Chủ,
Trương Tử Anh, Phạm Quỳnh, Khái Hưng, Phan Văn Hùng, Trần Văn Thạch, Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Thế Nghiệp. Và hôm nay, 163 năm từ cái buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858 ở Đà Nẵng, nhiều người Việt yêu nước lại tiếp tục con đường của Phạm Hồng Thái, của Lương Ngọc Quyến, Tôn Thất Thiệp đã đi để viết nên trang sử độc lập tự do cho mỗi người Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam. Không ai có quyền viết sử Việt Nam ngoài chính dân tộc Việt Nam đang chịu đựng dưới ách độc tài Cộng sản. Con đường đó có thể còn xa, nhưng đó là con đường chính sử. Chuyến xe có thể phải chậm vì chạy bằng máu của chính mình, nhưng là chuyến xe tự chủ, không nô lệ cho bất cứ một ngoại bang nào.